chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Từ 59 tuổi trở đi, trời định vận mệnh giàu sang, có lộc phú quý, an nhàn hưởng phúc đến cuối đời. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thân mến, người xưa có câu, ở hiền thì gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng, tuy nhiên bên cạnh đó, tính cách của mỗi người cũng quyết định phần nào cho số phận của họ. Có người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà trong cuộc sống gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ khi gặp những điều khó khăn. Không chỉ như vậy, mà họ luôn kiên trì nỗ lực mỗi ngày để đạt được thành công. Mới đây nhất, theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, từ 59 tuổi trở đi, con giáp tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 có nhiều khó khăn trong vận trình. Hung tinh chờ trực chuẩn bị giáng xuống đầu. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được cơ hội vàng này, thì con giáp này sẽ xoay chuyển được vận mệnh của mình. Từ đó, tiền bạc sẽ kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ mà mọi người chẳng hiểu gì sao. Vậy cơ hội đó là gì? Vận trình của con giáp tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 từ 59 tuổi trở đi sẽ có biến động ra sao? Thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nội dung chi tiết cụ thể ngay sau đây nhé. Trong 12 con giáp, tuổi Đinh Mùi được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần hậu. Trẻ em tuổi Đinh Mùi thường hiền lành, ngoan ngoãn, dễ bảo, đôi khi còn có sự nhút nhát, bẽn lẽn, đáng yêu, dễ tạo thiện cảm. Những nét tính cách này có thể theo cả tới khi trưởng thành, bởi đây dường như là đặc trưng cơ bản nhất của người tuổi Đinh Mùi. Nếu đường đời được thuận lợi thì sẽ có được vẻ phong nhã, thanh nhàn, nhưng nếu cuộc sống không được như ý, gặp nhiều vất vả, gian truân, thất bại, người tuổi Đinh Mùi lại trở nên rất bi quan, ủy mị, chán trường. Với cách hành sự luôn thể hiện sự chân thành, ấm áp, lại thêm vẻ thanh nhã, Đinh Mùi thường được kính trọng dạng người ngưỡng mộ. Họ luôn sống theo nguyên tắc tự do, phóng khoáng và đối xử với người khác bằng sự nhân hậu, khoan dung, là người giỏi quán xuyến việc lớn nhỏ trong nhà, bản tính là rất yêu trẻ con và vật nuôi, nên rất phù hợp với đời sống gia đình. Dù có tính cách ưa sự nhẹ nhàng, hòa hảo, không thích tranh cãi, xung đột, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước bất cứ một sự đè nén, chèn ép nào, không bao giờ có thể ép buộc người họ làm điều họ không muốn. Trong sáng và nhân hậu là nét tính cách cao quý của tuổi này, họ thường sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong cơn hoạn nạn. Trong cuộc đời người tuổi Đinh Mùi hiếm khi phải lo lắng về ba điều thiết yếu trong đời sống gồm cái ăn, cái mặc, nơi ở, dù đi bất cứ đâu thì họ cũng dễ dàng kết bạn, vì họ luôn đối xử với người xung quanh rất chân thành, trung thực. Đinh Mùi được cho là dễ có đời sống hôn nhân mãn nguyện, họ không chỉ được bạn đời yêu thương, mà còn được họ hàng quý mến, dân gian cho rằng, tuổi Đinh Mùi sinh vào các mùa đều tốt, riêng mùa đông là vất vả hơn, vì mùa đông ít có cỏ để ăn. Tuy vậy, thực tế là dù hoàn cảnh xung quanh có như thế nào thì Đinh Mùi cũng không cần quá lo, bởi vận số tuổi này may mắn sẽ được quý nhân phù trợ, nhận được sự chủ động giúp đỡ từ những người xung quanh, dù trong cảnh khốn cùng thì vẫn có thể xoay sở vượt qua. Nhờ vào sự giúp đỡ từ cha mẹ, họ hàng, bạn bè, xã hội, nhìn chung Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại, bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân quý. Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú. Họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm thì sẽ chẳng ngại ngần từ chối. Nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng, để việc sự diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Có ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của người tuổi Đinh Mùi? Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, tuổi Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp khi có tranh cãi hay bất hòa và dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Họ rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Đinh Mùi cũng không thích nói thẳng, vì vậy đôi khi cách hành xử của họ có phần không thẳng thắn, trực diện, khiến người khác cảm thấy lòng vòng, rắc rối, bực mình. Nhưng đó là bản tính của tuổi này. Đừng hy vọng họ xô bồ trong thái độ, cử chỉ và đặc biệt là ngôn từ. Những gì họ nói ra chỉ là một phần nhỏ của những gì họ nghĩ.
Những ai muốn thực sự hiểu thấu họ thì cần phải kiên trì dành thời gian để hiểu từng chút một. Người nghe hãy từ tốn gật đầu trong suốt cuộc trò chuyện để thể hiện sự đồng tình. Để biết hết những suy nghĩ cảm nhận của họ có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng sâu xa đằng sau sự lòng vòng không thích thẳng thắn trực diện này chính là vì họ luôn biết chừa cho mình một đường lui. Vì tính cách mềm mỏng hơi thiếu quả quyết, nên người tuổi Đinh Mùi cần hợp tác với những người có tính cách mạnh mẽ. Bởi chỉ có kỷ luật thép thì họ mới bớt sự thong dong, nhàn hạ để bắt đầu tận dụng hết những khả năng của mình và làm việc thật sự chăm chỉ để có hiệu quả. Tuổi Đinh Mùi ưa sống trong môi trường quen thuộc, gắn bó rất mật thiết với gia đình. Người tuổi Đinh Mùi quan trọng đồ ăn hợp khẩu vị, ngày sinh nhật và những dịp lễ Tết kỷ niệm. Họ thường kỷ niệm những ngày trọng đại đó đối với đời sống cá nhân một cách khá rình ràng theo kiểu thích thể hiện, bởi thực sự họ rất quan trọng những dịp này. Họ có thể sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng, dường như Đinh Mùi mang trong mình nỗi buồn và sự đa cảm từ trong bản chất. Họ luôn nhìn thế giới một cách khá tiêu cực. Vì vậy, họ cũng luôn mong những người xung quanh sẽ giật tinh thần họ dậy. Họ rất dễ bị lạc đường, dễ buồn bã, dễ đưa ra những lựa chọn sai khi đi mua sắm. Phụ nữ trẻ tuổi Đinh Mùi đặc biệt thích xuất hiện ấn tượng trong mắt mọi người. Họ có nhiều ham thích đặc biệt với thời trang. Mỗi ngày họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để làm đẹp. Họ luôn hành xử duyên dáng và nề nếp, thích trang trí nhà cửa với hoa tươi. Phụ nữ trung niên tuổi Đinh Mùi lại rất quan tâm tới vệ sinh cá nhân, luôn gọn gàng và ăn mặc đẹp mắt. Phụ nữ trẻ tuổi Đinh Mùi cũng thích thể hiện tình yêu một cách không che giấu. Họ rất tin tưởng vào người mình yêu và luôn muốn ở bên người đó từng giây, từng phút. Đối với những người theo đuổi mà họ không hề có hứng thú, thì họ sẽ chẳng mảy may bận tâm đến. Người tuổi Đinh Mùi cũng khá mâu thuẫn, đôi khi nói không là có, nói có là không. Tuổi này giỏi che giấu điểm yếu bằng sự lãnh trí, biết đạt được điều mình muốn đôi khi bằng những tiểu xảo. Khi cần thiết thì họ rất giỏi nhõng nhẽo, quấy rầy, cốt là để đạt được thứ mình muốn. Với bản tính chân thành và điềm tính, thêm vào đó là vẻ ngoài biết tỏ ra đáng thương khi cần, họ luôn biết cách thuyết phục người khác rất hiệu quả. Họ không bao giờ làm tổn thương bạn bè, đôi khi có thể từ bỏ một mối quan hệ để tránh khỏi những cãi giả, xung đột đang xảy ra. Đinh Mùi nhạy cảm và đôi khi thích tìm niềm vui trong những mơ màng, ảo tưởng hơn là những cuộc vui thật sự. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thán phục đối với năng lực bản thân. Người tuổi này rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của họ. Nếu không sinh trong những giờ như Thìn, Tỵ, Dần, thì Đinh Mùi sẽ khó lòng phù hợp với những công việc đòi hỏi trách nhiệm và sự nhạy bén cao. Thay vào đó thì sẽ phù hợp với những công việc cho phép được làm theo ý mình, được tự do, tự tại. Nam mệnh. Theo tử vi phương Đông cho thấy, nam mệnh Đinh Mùi có vận thế khá tốt. Cả cuộc đời được vận may theo đuổi, bắt đầu từ trung vận trở đi sẽ được thảnh thơi, tận hưởng cuộc đời vinh hoa, sang giàu, con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 tuổi đến 82 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức sẽ tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Nữ mệnh Đinh Mùi cuộc đời gặp rất nhiều may mắn và thành công, công danh sự nghiệp rộng mở sáng lạng, tình duyên viên mãn, tài lộc dồi dào, cả tiền vận, trung vận và hậu vận đều thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Theo tử vi tuổi Đinh Mùi thì người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 89 tuổi. Nếu sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích phúc tích đức tự khắc được tăng tuổi thọ. Tiếp theo sẽ là luận giải chi tiết về vận trình tử vi trên từng phương diện trong cuộc đời tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ 59 tuổi trở đi, cụ thể như sau. Về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ 59 tuổi trở đi. Tài ngoại giao thiên bẩm chính là thế mạnh giúp Đinh Mùi thành công trong sự nghiệp. Họ vừa có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, lại vừa có thể hòa đồng với những nhân viên cấp dưới. Với khả năng ăn nói trôi chảy, tư duy nhạy bén và tài đối đáp nhanh nhẹn, họ có thể trở thành những chính trị gia lỗi lạc hay luật sư nổi tiếng. Nói chung, họ có thể gặt hái thành tựu lớn trong những ngành nghề đòi hỏi sự quản giáo và óc tư duy sâu sắc. Nghị lực mềm yếu là nhược điểm lớn nhất của tuổi Đinh Mùi. Khi đối mặt với khó khăn, họ dễ thoái chí, nản lòng và đánh mất phương hướng. Họ thường xuyên né tránh hiện thực, không dám đương đầu trực tiếp với thử thách. Họ còn có ý thức rèn luyện ý chí để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, Đinh Mùi thường ngại gian khổ trong công việc,
họ chỉ tỏ ra nhiệt tình chăm chỉ với những người mà họ yêu thích, còn đối với những nhiệm vụ khiến họ cảm thấy áp lực thì họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Chỉ khi Đinh Mùi chấp nhận hy sinh công sức và trí tuệ để nghiên cứu chuyên sâu thì họ mới có thể bứt phá trong sự nghiệp. Là người sở hữu tâm hồn đam mê nghệ thuật, thẩm mỹ tinh tế và óc sáng tạo phong phú, những ưu điểm này giúp họ trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, chẳng hạn như hội họa, thơ văn, thời trang. Nếu trở thành doanh nhân thì những người tuổi Đinh Mùi sẽ chọn lối làm ăn bình thường, bình ổn, trong sạch. Họ tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn để lừa dối đối tác hoặc loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Tính cách của những doanh nhân tuổi Đinh Mùi luôn mềm mỏng, ôn hòa, vốn là con người giàu lòng nhân ái. Họ sẽ giúp đỡ những người bạn hàng trong lúc gian khó. Với sự hiểu biết sâu rộng và con mắt tinh tường, họ rất nhạy cảm với sự biến động thị trường và xã hội. Điều này giúp họ có thể nắm bắt được những cơ hội vàng trong kinh doanh. Bên cạnh đó, có rất nhiều người mong muốn nhận được sự tư vấn của họ. Đinh Mùi có khả năng nhìn thấu tâm tư, tình cảm của người khác. Họ cũng rất biết cách giúp mọi người xung quanh giải tỏa tâm trạng. Ưu điểm này có thể giúp họ trở thành một nhà tâm lý học tài giỏi. Nam mệnh Đinh Mùi hợp làm ăn với tuổi Mậu Thân và Canh Tuất. Về đường tài lộc, nếu kết hợp thì trong công việc mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, may mắn và thu về nhiều tiền tài. Tuổi Đại Kỵ là tuổi Nhâm Tý, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Ngọ, Giáp Thìn và Canh Tý. Là những tuổi Đại Kỵ với nam mệnh Đinh Mùi, nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ gặp khó khăn, trở ngại. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng thì nam mệnh Đinh Mùi nên khởi hành vào giờ chẵn. Ngày lẻ và tháng chẵn thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn thuận lợi, thu được nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát đại lợi, thành công trên mọi lĩnh vực. Nữ mệnh Đinh Mùi tuổi hợp làm ăn, nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc trong công việc thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt. Đó là tuổi Đinh Mùi. Tuổi Đại Kỵ là Nhâm Tý và Đinh Mùi. Đây là hai tuổi xung khắc với tuổi Đinh Mùi nữ mệnh. Nếu kết hôn hay kết hợp chung trong công việc thì chỉ đem đến thất bại, thua lỗ hay gian dở trong hôn nhân. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ 59 tuổi trở đi, Đinh Mùi có khả năng kiếm được khá nhiều tiền, nhưng lại chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Nguyên nhân là lối sống ưa hư danh và không có kỹ năng quản lý tài chính. Họ coi việc tiêu tiền là một trong những cách để giải tỏa căng thẳng, vậy nên càng cảm thấy bị áp lực thì họ lại càng mua sắm nhiều vào những thứ vô bổ. Bên cạnh đó, họ cũng chi tiêu rất hào phóng cho các mối quan hệ, không cảm thấy hối hận, hối tiếc khi bỏ tiền ra tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè, người thân. Nếu không học cách chi tiêu hợp lý, không sớm thì muộn họ cũng sẽ rơi vào cảnh cạn kiệt về tài chính. Nghị lực mềm yếu là những nhược điểm lớn nhất của Đinh Mùi. Khi đối mặt với khó khăn, họ dễ thoái chí, nản lòng và đánh mất phương hướng. Họ thường xuyên né tránh thực tế, không dám đương đầu trực tiếp với thử thách. Họ cần có ý thức rèn luyện ý chí để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, Đinh Mùi thường ngại gian khổ trong công việc. Họ chỉ tỏ ra nhiệt tình, chăm chỉ với những việc mà họ yêu thích. Còn đối với những nhiệm vụ khiến họ cảm thấy áp lực thì họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Chỉ khi họ chấp nhận hy sinh công sức và trí tuệ để nghiên cứu chuyên sâu thì họ mới có thể bứt phá trong sự nghiệp. Tài lộc kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc dượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc dượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền tiết kiệm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Đinh Mùi khẳng khái, chính trực, quảng giáo, quan hệ xã hội tốt. Chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo. Bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt lại không bao giờ so tính thiệt hơn. Nên dù kiếm được tiền, nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm. Số tiền dành dụng được cũng không quá nhiều. Một khi tiền bạc dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn, dùng tay quá tráng. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền. Khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá. Bản thân mệnh cách tuổi Đinh Mùi đã có số dượng tài. Đặc biệt, từ 59 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài. Bất ngờ hãy cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá,
từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoành tài bất ngờ thì bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư và thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát, có thể như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian thì nên dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn rất nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng bản mệnh cũng nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm Đinh Mùi sẽ đối mặt với nhiều khó khăn áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan, tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Người tuổi Đinh Mùi có khả năng kiếm được khá nhiều tiền, nhưng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Nguyên nhân là lối sống ưa hưởng thụ và không có kỹ năng quản lý tài chính. Người tuổi này coi việc tiêu tiền là một trong những cách để giải tỏa căng thẳng, vậy nên càng cảm thấy bị áp lực thì họ lại càng mua sắm nhiều vào những thứ vô bổ. Bên cạnh đó, họ cũng chi tiêu rất hào phóng cho các mối quan hệ mà không cảm thấy hối hận khi bỏ tiền ra tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè, người thân. Bản mệnh nên biết cách chi tiêu quản lý tiết kiệm hơn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ 59 tuổi trở đi. Giới tài ngoại giao thiên bẩm chính là thế mạnh giúp Đinh Mùi thành công trong sự nghiệp. Họ vừa có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, lại vừa có thể hòa đồng với những nhân viên cấp dưới, với khả năng ăn nói trôi chảy, tư duy nhạy bén và tài đối đáp nhanh nhẹn. Những người tuổi này có thể trở thành những chính trị gia lỗi lạc, luật sư nổi tiếng. Nói chung họ có thể gặt hái thành tựu lớn trong những ngành nghề đòi hỏi sự quản giáo và óc tư duy sâu sắc. Những người tuổi Đinh Mùi sở hữu tâm hồn đam mê nghệ thuật, thẩm mỹ tinh tế và óc sáng tạo phong phú. Những ưu điểm này giúp họ trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, chẳng hạn như hội họa, thơ văn và thời trang. Nếu trở thành doanh nhân thì họ sẽ chọn lối làm ăn bình ổn, trong sạch, tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn để lừa đối tác hoặc loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Tính cách của những doanh nhân tuổi Đinh Mùi luôn mềm mỏng, ôn hòa, vốn là con người giàu lòng nhân ái, nên họ sẽ giúp đỡ những người bạn hàng trong lúc gian khó. Với sự hiểu biết sâu rộng và con mắt tinh tường, Đinh Mùi rất nhạy cảm với sự biến động của thị trường và xã hội. Điều này giúp họ có thể nắm bắt được những cơ hội vàng trong kinh doanh. Bên cạnh đó, có rất nhiều người mong muốn nhận được sự tư vấn từ họ. Đinh Mùi có khả năng nhìn thấu tâm tư, tình cảm của người khác. Họ cũng rất biết cách giúp mọi người xung quanh giải tỏa tâm trạng. Ưu điểm này có thể giúp họ trở thành một nhà tâm lý học tài giỏi. Những người đàn ông tuổi Đinh Mùi có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra nội tâm của họ khá mỏng manh, nhạy cảm. Do đó, họ luôn cân nhắc kỹ càng trước khi tiến đến một mối quan hệ tình cảm với bất cứ một ai đó. Đối với họ, sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau chính là nền tảng vững chắc cho tình yêu chân thành. Khi ở bên gia đình, họ sẽ cố gắng tạo ra những kỷ niệm vui vẻ, lãng mạn. Khi đã lập gia đình, người đàn ông tuổi Đinh Mùi luôn tỏ ra ân cần, dịu dàng với vợ con. Họ sẵn sàng hy sinh để những người thân không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Đôi khi đàn ông tuổi này sẽ tỏ ra gia trưởng, nhưng phần lớn thời gian họ vẫn mang đến tiếng cười hạnh phúc cho gia đình. Nhân duyên của Đinh Mùi nữ mệnh được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch có thể sẽ trải qua nhiều lần thay đổi trong chuyện tình yêu, có thể dẫn đến 3 lần mới chung sống hạnh phúc đến cuối đời. Những người sinh vào tháng 2, tháng 5, tháng 6 và tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì chuyện tình duyên cũng phải thay đổi ít nhất là 2 lần mới đến được bến bờ hạnh phúc. Những nữ mệnh Đinh Mùi sinh vào các tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 12 âm lịch là những người may mắn nhất vì không phải trải qua sự thay đổi nào trong tình duyên. Những người này sẽ kết hôn và sống trọn đời với ý trung nhân duy nhất của cuộc đời mình trong hạnh phúc viên mãn. Nhân duyên của nam mệnh Đinh Mùi được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 8 và tháng 12 âm lịch có thể sẽ phải thay đổi đến 3 lần trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc cuối cùng. Những ai sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 9 và tháng 10 âm lịch, tình duyên có thể sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời.
Còn những nam mệnh được hạ sinh vào tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch sẽ vô cùng may mắn là không phải trải qua bất cứ thay đổi nào trong chuyện tình duyên, sẽ chung sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời với ý chung nhân duy nhất trong cuộc đời mình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ 59 tuổi trở đi, trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể thiếu được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể phản hồi. Người tuổi Đinh Mùi sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các bệnh về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng lạnh, điều tiết máu. Người bệnh này cũng hay bị ứ huyết, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu, chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh. Vì thế, cần chú ý giữ gìn tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Bây giờ sẽ là phần luận giải về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Vận trình cụ thể như sau. Người tuổi Đinh Mùi 1967 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức là tháng Giêng. Xem vận mệnh của người này thấy rằng sức khỏe tốt, sinh lực dồi dào, là người hào sảng, phóng khoáng, cũng rất ngay thẳng, chính trực, đi ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, song chẳng được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em trong nhà cũng không giúp đỡ được nhiều, tự lực cánh sinh là chính. Người này nếu phát triển sự nghiệp ở phương xa thì sẽ thuận lợi hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi sự sẽ dễ dàng thành công hơn. Đường tài lộc của con giáp này không tồi, song cũng vẫn có điềm báo phá tài, nên thận trọng hơn để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Vận số của tuổi Đinh Mùi 1967 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập. Người này tính tình có phần cố chấp, tuy rằng được quý nhân độ mệnh nhưng khoan lộc không dài. Sự nghiệp phát triển đến một ngưỡng nào đó dễ bị suy thoái. Người này có vận mệnh cuộc đời không được tốt cho lắm. Tháng sinh này khiến cho người này tuy thông minh, đỉnh ngộ, có tài năng, có thực lực, cũng được gia đình hỗ trợ rất nhiều, nhưng quan lộc không bền, tại chức, tại bị, không được lâu dài. Đường tài lộc thăng trầm bất định, khi thì tiền tài ào ào đổ về nhà, khi thì không có một xu dính túi. Điều này phần nhiều là do Đinh Mùi bị tiểu nhân quấy phá. Tiểu nhân ở ngay bên cạnh mình, hiểu rõ về mình, nên khi nổi tâm phản bội thì dễ khiến người tuổi này điêu đứng, chịu đủ mọi tổn thất to lớn về mình. Người này nên thận trọng, chớ để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng mà bán đứng mình. Từ nhỏ nên tự rèn luyện nguyên tắc, xử lý công việc một cách ngay thẳng, chính trực, không để cảm xúc dẫn đường mà mắc phải sai lầm. Vận số của tuổi Đinh Mùi 1967 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh. Người này tài trí hơn người, ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ, gia đình có của ăn có để nên cũng hỗ trợ được phần nào. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn, cuối đời vẫn được hưởng thái bình. Cuộc đời của người này khá suôn sẻ, thuận lợi, gặp dữ cũng quá lành, tiền đồ rộng mở, có thể theo nghiệp kinh doanh. Người này có tài năng, có thực lực, được đánh giá khá cao. Họ may mắn có cuộc đời êm ả, không phải trải qua nhiều sóng gió, khó khăn, mà được hưởng hạnh phúc, phiêu diêu tự tại. Người này được nhiều người yêu mến, cũng luôn có quý nhân bên cạnh. Khi còn nhỏ thì có cha mẹ, anh em nâng đỡ, lớn lên thì có bạn bè tương trợ, có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc. Sự nghiệp có thể đạt được những bước tiến mới, thành công vang dội. Tùy theo nghiệp kinh doanh vô cùng tốt, nhưng nên tránh kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, nông sản, khả năng thành công không được cao. Tính tình người này hiền lành, ôn nhu, sống khiêm tốn, biết điều. Cuộc sống của họ từ nhỏ đến lớn không thiếu cơm ăn áo mặc bao giờ, nhưng khó có thể giàu sang, tiền bạc nhiều tới mức đại phú, đại quý, hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng bên nhau đến bạch đầu giai lão. Vận số của tuổi Đinh Mùi 1967 sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với tiết Lập Hạ, người này lúc nào dáng vẻ cũng tất bật, vội vàng. Có tài năng đấy nhưng chưa chắc được hưởng phúc, là người thông minh, tài trí, họ có thể cả đời vinh hoa, được người xa gần biết đến. Tuy nhiên, khi làm việc, lại để cảm xúc lấn át lý trí nên hung cát đan xen. Cũng may có người giúp đỡ nên vận trình không quá sa sút. Người này sức khỏe tốt, ít khi ốm đau. Có điều, người này phúc lộc cha ông mỏng, không được hưởng nhiều sự trợ giúp của gia đình. Có tài, có trí, luôn chăm chỉ làm việc, nhưng chưa chắc đã thắng được mệnh trời, khó làm nên nghiệp lớn. Tới tuổi trung niên, họ mới dần đạt được những điều mình ước nguyện. Cơm ăn áo mặc đủ đầy,
chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cuộc đời người này luôn bị thị phi quấy rối, chuyện khẩu thiệt thị phi dây quanh, bản thân họ khó giữ được bình tĩnh hay gây mâu thuẫn với người khác. Nhân duyên vì thế kém dượng, tài lộc khá ổn, nhưng vẫn có những lần hao tổn tài lộc nhỏ. Vận số của tuổi Đinh Mùi 1967, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng, người này phải chịu nhiều vất vả trong cuộc đời, cũng phải trải qua nhiều biến cố lớn. Họ là người có nghị lực, có ý chí phấn đấu, cũng sống biết điều, kính trên nhường dưới, biết tiến, biết lùi. Song đường tài lộc có phần ảm đạm, đôi khi cũng vướng phải chuyện khẩu thiệt, thị phi. Người này tự lực, tự cường, không dựa dẫm vào ai mà tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình. Người này không có sự nghiệp cha ông để lại, cũng không được gia đình hỗ trợ gì nhiều, phải chịu nhiều khổ cực. Sớm ra đời làm việc, họ cũng lập gia đình khá sớm, gánh nặng trên vai càng thêm nặng. Thời trai trẻ cuộc sống khá vất vả, tuy nhiên, người này không vì thế mà suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Họ vẫn lạc quan, đối nhân xử thế, chỉnh chu, khiêm nhường, ham học hỏi, cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người. Ông trời chẳng phụ lòng người, sự nghiệp của người này cũng được nhiều người tương trợ. Từ tuổi trung niên, vận trình cũng dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Vận số của người tuổi Đinh Mùi 1967, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người này tính tình thoải mái, vui vẻ, không hay lo nghĩ nhiều mà suy nghĩ lạc quan, tích cực. Cuộc đời các hung, họa phúc đan xen, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, con cháu hiển dinh, phú quý. Theo lịch vạn niên, người này sống tiêu diêu, tự do tự tại, không ưu phiền, được bố mẹ hỗ trợ, anh em yêu thương. Nhưng đó chỉ là sự hỗ trợ về mặt tinh thần, còn thiên tài thì không giúp được nhiều, mà toàn bộ do tuổi Đinh Mùi tự dựa vào chính sức mình để làm ra. Người này không quá tham vọng, cũng không đặt ra lý tưởng gì cao xa, biết sống đủ với mình nên an nhàn tận hưởng cuộc sống ổn định. Họ không phải đối mặt với nhiều sóng gió trong đời mình, cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, tuổi già hưởng phúc, không có gì phải tiếc nuối. Vận số của tuổi Đinh Mùi 1967, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trùng với tiết Lập Thu, là mùa thu hoạch, nên người này có cuộc sống tự do, tự tại, không phải lo lắng gì nhiều, là người biết tận hưởng cuộc sống, được gia đình hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Tuy sự nghiệp không có nhiều thành tựu nổi bật, nhưng tài lộc không nhiều, cơm ăn, áo mặc lúc nào cũng có. Vận số của tuổi Đinh Mùi 1967, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người này sự nghiệp hanh thông, có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở, vô cùng phúc lộc, vô cùng phú quý. Người này trời sinh có phúc tướng, cuộc đời hạnh phúc, không phải lo nghĩ nhiều, được gia đình trợ giúp rất nhiều. Thiên tư dĩnh ngộ, là người có tài, có trí, phẩm chất cao sang, là người thẳng thắn và khiêm nhường. Sự nghiệp của người này được quý nhân phù trợ, bạn bè nâng đỡ nên dễ thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn, cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và thông cảm, hỗ trợ nhiều cho phát triển sự nghiệp, con cháu hiếu thuận, chăm ngoan. Vận số của tuổi Đinh Mùi 1967, sinh tháng 9 âm lịch. Người này vận mệnh thăng trầm bất định, khó có thể đoán định được. Tuy có tài năng thực sự, tài trí hơn người, cũng có nhiều tài lẻ, tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến, ham học hỏi, lại có ý chí phấn đấu. Song vì cuộc đời không được nhiều quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp hay gặp phải trở ngại ngán đường, thử làm theo lời Phật dạy để quý nhân luôn bên mình. Đôi khi họ thất bại là vì có trí, nhưng không có gan thực hiện, chỉ chỉnh chu làm những việc mình biết mà không dám mạo hiểm. Có điều, họ là những người có thiên hướng nghệ thuật, nếu phát triển theo hướng này và đào sâu nghiên cứu, thì có khả năng giành được nhiều thành tựu lớn đáng ngưỡng mộ. Vận số của tuổi Đinh Mùi 1967, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết Lập Đông, cuộc đời người này bình thường, không có gì nổi bật. Nếu không an phận thì khó có thể được như sở nguyện, điều này có phần nhàm chán, nhưng lại thích hợp với vận mệnh của con giáp này. Đây là người thông minh, đỉnh ngộ, tài hoa hơn người, tinh thông kim cổ. Họ là người ham học và muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ. Tuy nhiên, tài năng này cũng vô dụng khi mà bản thân có phần nhút nhát, không dám mạo hiểm những gì mình đang có. Chính vì thế mà họ chỉ dám làm những điều quen thuộc, sống an phận thủ thường, không dám khám phá những chân trời mới. Thiếu tinh thần cầu tiến, thiếu quyết tâm,
chịu khó, chịu khổ để lập nghiệp. Họ thích cuộc sống an nhàn, không sóng gió, không khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, tiềm ẩn dưới con người này vẫn là tài năng vượt trội. Nếu thuận thế theo kịp sự phát triển của xã hội, dám làm những điều mới lạ, dám chấp nhận thất bại, thì nhất định có thể làm nên chuyện, trở thành người có địa vị trong xã hội và được nhiều người ngưỡng vọng. Vận số của tuổi Đinh Mùi 1967 sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch tiết khí có phần thất thường, nên người này hay nổi nóng, nhưng tính tình thẳng thắn nên dễ đắc tội với người khác, lại càng hay gây chuyện, tự tạo kẻ thù. Là người có tài năng, họ không sợ ác bá, cường quyền, hay giúp đỡ người yếu thế hơn mình. Tuy nhiên, người này phúc mỏng, gia đình không có đủ tiềm lực trợ giúp, mà mọi sự phải dựa vào chính sức mình. Người này càng đi xa lập nghiệp thì càng tốt, có thể phải tha phương nửa cuộc đời. Trung vận bắt đầu có may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc. Song cần chú ý, điểm báo cho thấy khoảng thời gian này có họa sát thân, làm gì cũng phải thận trọng, thử áp dụng cách hóa giải vận xui này nhé. Cuộc sống hôn nhân cũng phải trải qua nhiều thăng trầm, song cuối cùng vẫn được viên mãn. Sau cơn mưa trời lại sáng, hậu vận tốt đẹp, an nhàn hưởng phúc. Vận số của tuổi Đinh Mùi 1967 sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết điêu hàn trong năm, khí trời lạnh giá, khiến cho con người mất cảm giác an toàn, hay thay đổi, dao động. Họ sống bản năng, không có nhiều mưu mô, cũng chẳng có tham vọng gì, nhưng may mắn thánh nhân đãi ngộ, kẻ khù khờ vẫn có cuộc sống bình an. Khi về già, người này vốn dĩ cũng có phúc, có lộc, không khí gia đình hòa thuận, cha mẹ thương yêu, thời còn nhỏ, họ học hành chăm chỉ, cũng giành được không ít thành tựu, là con ngoan, trò giỏi, tâm địa thiện lương, chẳng suy nghĩ xấu xa, độc ác với ai. Định mệnh an bài, người này không phú bất quý, có địa vị cao trong xã hội, được bao người nể phục. Cuộc sống của người này an nhàn, tuổi già hưởng phúc, chẳng phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều. Tiếp theo sẽ là vận trình lưu niên của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 qua các năm âm lịch. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Đinh Mùi cho thấy đường tài lộc của bản mệnh phát triển cực kỳ rực rỡ trong năm nay. Người làm ăn kinh doanh khẳng định được vị thế của mình. Tuy nhiên, dù gặt hái được nhiều thành công, huy hoàng đến mấy thì bản mệnh cũng cần thận trọng, khiêm tốn, chớ khiến người khác ghen ghét. Tử vi tuổi Mùi sinh năm 1967 trong năm Sửu. Vận trình trong năm Sửu có hung có cát, đặc biệt là thời điểm giữa năm có quả phá tài rình rập, chuyện thị phi cũng nhiều, bản mệnh cần học cách nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý, chớ hành xử theo cảm tính. Gia đình có dấu hiệu bất hòa, cần phải học cách lắng nghe nhiều hơn, chớ nên áp đặt các quan điểm của mình cho người thân. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Dần. Dù khó khăn cũng không ngăn cản được bước chân tiến về phía trước của bản mệnh trong năm Dần, tuy nhiên, vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân, nếu không sẽ dễ rơi vào những cái bẫy của kẻ xấu xa. Trong việc kết giao thì bản mệnh cần hết sức thận trọng, không nên háo sắc ham tài, việc gì cũng cần biết giới hạn, như vậy mới tránh xa được rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Mão. Căn cứ vận trình lưu niên tuổi Đinh Mùi trong năm Mão cho thấy bản mệnh có cơ hội phát tài bất ngờ, sự nghiệp cũng hanh thông hơn khoảng thời gian trước đó nhiều. Trong nhà nếu xảy ra chuyện không như ý, bản mệnh cần phải bình tĩnh tìm cách xử lý, không nên nghĩ đến việc tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Thìn. Do bị hung tinh kiếp tài ảnh hưởng, nên trong năm này bản mệnh sẽ phải vất vả chạy ngược chạy xuôi mà chưa chắc đã được như ý muốn. Trong năm có dấu hiệu chuyện thị phi xuất hiện, bản mệnh nên chú ý giữ quan hệ hòa hảo với mọi người, không nên cố chấp khăng khăng với quan điểm của mình, gặp chuyện nên có cách ứng biến phù hợp. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Tỵ. Cho thấy chính ấn mang lại tác động tích cực cho sự nghiệp của Đinh Mùi. Chỉ cần bản mệnh chịu bỏ ra công sức, cố gắng không ngại khó, không ngại khổ thì ắt gây dựng được vị thế của mình, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên phương diện tài lộc của bản mệnh có cơ hội phát tài bất ngờ, sau đó cần có cách chi tiêu đầu tư hợp lý thì mới giàu được. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Ngọ. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm Ngọ là năm đại cát đại lợi đối với Đinh Mùi.
bản mệnh có thể bứt phá được giá trị của mình trong tập thể, nên thường được giao phó cho trọng trách, thậm chí còn có thể trở thành thủ tính để dẫn dắt mọi người. Tử Vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Mùi. Trong năm này bản mệnh khó tránh khỏi rắc rối rình rập, vì thế làm việc gì cũng cần suy tính kỹ càng. Nếu có thời gian rảnh thì nên học tập thêm các kiến thức mới hữu ích. Tình hình sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, bản mệnh nên kịp thời đi khám, không nên để bệnh tình kéo dài và nặng thêm. Tử Vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Thân. Bước sang năm Thân, mọi khó khăn mà Đinh Mùi gặp phải đều tan biến, bản mệnh gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Phương diện sự nghiệp và tài lộc đều có vận may, nếu biết nắm chắc thì có thể gặt hái được thành quả như mong đợi. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên kiêu ngạo, tự đắc, vẫn nên lắng nghe ý kiến đa chiều. Tử Vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Dậu. Xem vận trình lưu niên của năm Dậu tuổi Đinh Mùi cho thấy, đường tài lộc của bản mệnh cực kỳ hanh thông trong năm Dậu và có thể tìm ra nhiều hướng đi mới khác nhau trên con đường làm giàu. Tuy nhiên, quý bản mệnh không nên quá tham lam, nên biết thế nào là đủ thì mới có thể bảo vệ được bản thân và gia đình hạnh phúc. Tử Vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Tuất. Kiếp tài giáng họa trong năm này, Đinh Mùi không thích hợp làm ăn, đi xa cũng bất lợi, cần chú ý để tránh những sự cố bất ngờ. Làm việc gì cũng cần cẩn thận và lưu ý, như vậy thì mới có thể kịp thời nhận ra các nguy cơ. Tử Vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Hợi. Đinh Mùi phải chịu tác động của thương quan nên khó có cơ hội thăng quan tiến chức, chuyện kinh doanh cũng tiến triển khó khăn. Bản mệnh còn thường xuyên phải chi tiêu cho nhiều mục đích khác nhau, nên khó giữ tiền ở trong túi. Năm này không nên mạo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực mình chưa hiểu rõ, kẻo tai họa ập tới. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.